cách ẩn dụng luật hấp dẫn để khách hàng đến như hơi thở, khách hàng đến không chịu chăm sóc và khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì Lan sẽ chia sẻ cho cả nhà một chủ đề rất là tuyệt vời, đặc biệt là dành cho những anh chị nào đang kinh doanh, đang bán hàng, kể cả kinh doanh truyền thống và kinh doanh online mà anh chị chưa ra được đơn hàng, hoặc là anh chị chạy quảng cáo, anh chị làm marketing rất là nhiều nhưng mà anh chị không thể bán được hàng. Thì thật sự là anh chị, nếu như mà trước giờ anh chị chưa hề vận dụng luật hấp dẫn vào cái công việc kinh doanh của mình, thì anh chị mới chỉ có ứng dụng 10% cái sức mạnh của bản thân của mình thôi. Anh chị còn với 90% nguồn lực, sức mạnh kiến thức ở bên trong, sức mạnh của luật hấp dẫn mà có thể là thu hút tới cho anh chị mọi nguồn lực một cách nhanh nhất, giúp cho anh chị thành công nhanh hơn. Và cái bộ công thức này Lan đã ứng dụng cho bản thân của Lan chỉ trong là 2 ngày thôi cả nhà. Lan đã thu hút là hơn 600 người khách hàng rất là tiềm năng tìm tới bạn, và Lan không kịp chăm sóc, và thậm chí là không nhận Lan ứng dụng thành công, và Lan đã hỗ trợ giúp cho rất là nhiều anh chị, những anh chị kinh doanh online, hay là những anh chị làm về spa, hay là những anh chị làm về cơ khí, về điện lạnh, làm về ngành y rất là nhiều. Nhưng mà cho dù anh chị làm bất kỳ ngành nghề nào thì anh chị đều có thể ứng dụng bộ cái công thức này thành công. Thì sau đây Lan sẽ hướng dẫn cho cả nhà hãy ghi chép lại để mà ứng dụng nhé. Thì bước 1 đó chính là ra quyết định. Yes, ra quyết định có nghĩa là như thế nào? Cả nhà có thể là ra quyết định về cụ pháp như sau. Ví dụ hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2022, tôi có bao nhiêu khách hàng tiềm năng tìm đến với tôi? Khách hàng của tôi là những người như thế nào? Ví dụ như là những người tâm sản, những người dễ thương, những người tích cực, những người cho đi rộng lượng, những người sẵn sàng mua cái sản phẩm của tôi với cái số tiền lớn, với cái số lượng lớn, vân vân. Và khách hàng của tôi là những người hành động rất là nhanh, hành động rất là mạnh mẽ. Và ngoài cái khách hàng thì anh chị cũng có thể là thu hút đối tác tới làm việc công minh theo cái công thức ra quyết định này. Và bước 2, anh chị hãy hình dung tưởng tượng, anh chị hãy liên tục hình dung tưởng tượng cái hình ảnh khi cái người khách hàng đó họ tới với anh chị, và khách hàng gọi là như thế nào ạ? Lan đã liên tục hình dung rằng là khách hàng họ tới với Lan, và khách hàng họ nói rằng là: ơi Lan ơi, chị rất là thích được nói chuyện với em, chị rất là thích được sử dụng sản phẩm dịch vụ của em, gọi là, và sau khi mà chị sử dụng sản phẩm dịch vụ của em á, thì là chị đã rất là thành công Lan ơi, chị đã đạt được những cái mục tiêu của mình rất là tuyệt vời luôn. Và Lan hình dung tới hình ảnh là khi những cái anh chị khách hàng đó họ đang là ăn mừng cùng với Lan, họ đang kể những cái câu chuyện của họ khi mà họ ứng dụng, họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của Lan, và thực tất cả mọi việc nó xảy ra như trong tâm trí của Lan luôn cả nhà. Tất cả những người anh chị tới với Lan thì sau đó là họ đều nói với Lan những cái câu như vậy: trời ơi, chị biết ơn em Lan ạ, nhờ ứng dụng kiến thức của em mà bây giờ là chị đã rất là thành công, chị gia tăng tài chính, chị phát triển công việc và chị mở rộng quy mô của việc công việc của chị rất là nhiều, chị rất là biết ơn em, rất là tuyệt vời luôn. Thì đó chính là cái bước 2, hình dung tưởng tượng kết quả mà anh chị mong muốn. Bước thứ 3 đó là anh chị hãy hành động. Hành động như thế nào ạ? Yes, anh chị hãy ngồi xuống, và anh chị hãy hỏi tiềm thức của mình: ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi cần có những cái hành động nào để mà tôi có thể là đạt được mục tiêu này, tôi có thể là đạt được doanh số này, tôi có thể là đạt được lợi nhuận này. Và anh chị hãy để cho mình về trạng thái bình an, và anh chị hãy tiếp tục làm công việc của mình. Thì trong lúc mà anh chị đưa mình về cái trạng thái bình an như vậy và anh chị làm những công việc khác, thì một điều rất là tuyệt vời, gọi là tiềm thức sẽ mách bảo cho anh chị cái chiến lược nào, cái cách thức làm như thế nào để mà anh chị có thể là ứng dụng thành công. Và chính cái con đường mà anh chị liên tục hành động như vậy thì tiềm thức sẽ mang rất là nhiều nguồn lực, mang những cái cách làm hay là những cái chiến lược giúp cho anh chị là tạo ra cái kết quả đột phá. Yes, và để cái này luật hấp dẫn có nghĩa là anh chị cần đưa mình về một cái trường năng lượng cao, trường năng lượng tích cực. Thì có thể là lúc mà anh chị xem video của Lan, anh chị rất là tích cực, nhưng mà những lúc mà anh chị ra gặp một người nào đó chưa tích cực, hoặc là một tình huống nào đó chưa tích cực, thì anh chị lại bị chun năng lượng của mình xuống. Thì nếu như anh chị ở trường năng lượng thấp á, anh chị không thể nào mà thu hút những cái đối tác lớn, những khách hàng lớn tới với mình. Thì để mà giúp cho anh chị ứng dụng tốt hơn, thì Lan sẽ gửi tặng cho anh chị gọi là một cái chương trình đồng hành học công Lan miễn phí thôi, vào lúc là 4:30 sáng và lúc là 20:00 tối. Thì trong những chương trình này, anh chị sẽ được huấn luyện cách thức làm như thế nào để trở thành một bậc thầy ứng dụng luật hấp dẫn, làm như thế nào để mà anh chị phát triển tư duy của mình lên, trở thành một leader, một lãnh đạo, một người tuyệt vời để mà anh chị sẽ thu hút những khách hàng tuyệt vời tới với mình. Yes, và anh chị nào muốn tham gia thì hãy inbox cho Lan và tham gia vào link nhóm Lan để ở trên kênh TikTok nha. Rồi xin chào cả nhà, và hãy follow kênh TikTok của Lan để nhận những video chạy tiếp theo nha. Xin chào.